Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sau 6 năm về hưu, một tội nữa của ông Ba Dũng đã trồi lên Tổng trọng có dám sống mái hay không? Ý tưởng thực hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông xuất hiện từ những năm 2003 Thời ông Phan Văn Khải làm thủ tướng Tuy nhiên đến nay ông Phan Văn Khải cũng không còn Người kế nhiệm ông Phan Văn Khải là Nguyễn Tân Dũng thì vẫn còn sống Ông Dũng cần phải chịu trách nhiệm về những sai phạm từ thời ông làm thủ tướng vào năm 2006, ông Nguyễn Tân Dũng đã làm thủ tướng lúc đó Hà Đông vẫn còn là trung tâm của tỉnh Hà Tây và là thành phố gần Hà Nội nhất. Và hướng đi Hà Đông lại khó mở rộng do vướng các công trình hai bên đường. Đây là trục đường Nguyễn Trãi và dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được kỳ vọng là cầu nối liên kết vùng để giải quyết áp lực giao thông và áp lực dân số của cả hai thành phố. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người quyền quyền lực mạnh nhất hiện nay vào tháng 10 năm 2004, lúc đó ông Nguyễn Tân Dũng là Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo văn phòng chính phủ phê duyệt thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội Hà Đông. Tuy nhiên, điều đáng nói là phê duyệt chọn nhà thầu, lúc đó văn phòng chính phủ chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam liên kết với tập đoàn xây dựng đường sắt số 6 của Trung Quốc. Tháng 7 năm 2008, ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này là Thủ tướng Chính phủ Ông đã phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội cho đến năm 2020, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Hà Nội-Hà Đông. Vào tháng 12 cùng năm, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận kế hoạch đấu thầu dự án Cát Linh-Hà Đông mà Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị. Đây là hình ảnh đoàn tàu của nợ Cát Linh-Hà Đông tiếp tục tốn tiền ngân sách, đó là tiền thuế của người dân. Hiện nay, dự án tàu điện trên cao Cát Linh-Hà Đông nằm đống rác giữa lòng thành phố bị người dân ca thán phản đối nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất thì vẫn bình chân như vậy. Dự án này rất tốn tiền của người dân mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần phải truy cứu người có quyền cao nhất đã đưa dự án đó và đặt thành phố, thủ đô Hà Nội vào một món nợ khổng lồ. Nói tới ông Nguyễn Tân Dũng là nói đến sự bất lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ xưa đến nay, trong Đảng Cộng sản chưa ai làm ông Nguyễn Phú Trọng phải khóc, nghẹn vì tức mà chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm được. Ông Trọng nghẹn ngào khi khai trừ khỏi đảng Nguyễn Thanh Long chỉ là giả tạo, không phải là nước mắt thật. Tại hội nghị trung ương thứ 6 khóa 11, ông Trọng khóc là nước mắt thật mà người dân cả nước đã được chứng kiến. Vào ngày 18 tháng 6, báo chí cho biết đường sắt Cát Linh Hà Đông cả năm thu về được có 5 tỷ đồng, lỗ dồn tới 160 tỷ đồng. Từ con số trên có thể nói lên tất cả khi lập dự án, chính ông Nguyễn Tấn Dũng phải lập báo cáo về triển vọng của dự án này, nhưng điều đó dường như đã không xảy ra. Và dự án này lập không ai thì đi mới thu chỉ có 5 tỷ đồng và rõ ràng nhất là dự án này đã lỗ trồng vó. Hà Nội Metro vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, năm đầu tiên mà doanh nghiệp này quản lý hệ thống đường sắt đô thị của thủ đô, ghi nhận doanh thu sau khi tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông chính thức đi vào vận hành Cụ thể, cả năm ngoái, Hà Nội Metro cho biết đã doanh thu hơn 5 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng, khiến công ty báo lỗ gộp tới 54 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân công chiếm phần lớn chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, Hà Nội Metro lỗ dòng 64 tỷ đồng trong năm ngoái. Và năm 2020, công ty báo lỗ 23 tỷ đồng khi chưa vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và hiện, Hà Nội Metro đang lỗ tổng lũy kế là 160 tỷ đồng. Và đó chính là tiền thuế của người dân lại một lần nữa bỏ ra để chi trả cho những dự án không tưởng của các chính trị gia Việt Nam. Đây là hình ảnh, đến giờ thì Nguyễn Tân Dũng vẫn khiến Nguyễn Phú Trọng bất lực. Những báo cáo trong đó có tính toán về hiệu quả kinh tế và tính hữu dụng của nó giờ rõ ràng là một thất bại rất lớn. Phải đến khi có kiểm toán thì mới có kết luận vậy là đây lại trồi lên nữa một sai phạm của nguyễn tấn dũng gắn dự án tai tiếng nhất việt nam như thế và liệu ông nguyễn phú trọng có vai trò là người đốt lò có dám động đến ông nguyễn tấn dũng hay không đó là một câu hỏi mà dư luận đang đặt ra hỏi cũng là câu trả lời ông trọng quật không nổi ông nguyễn tấn dũng dù cho ông dũng đã không còn nắm quyền ở nhà nước trong tay đến nguyễn văn đùa nhỏ nhoi ông nguyễn phú trọng còn chưa làm gì được thì nói gì đến nguyễn tấn dũng sẽ không xử được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị ăn theo Nguyễn Phú Trọng Tính giảng hòa, ông Tổng lấy lòng hay sao, mơ hay tỉnh Để làm nóng vấn đề về thủ thiêm kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng đã cử trưởng ban nội chính vào Nam thúc ép Thanh trang chính phủ ra mặt tiếp bà con thủ thiêm và cuối cùng Nguyễn Thanh Nghị cũng góp vốn vào vấn đề này Bằng cách cử ông Lê Văn Lãng Phó chính thanh tra của Bộ Xây dựng vào Nam để hỗ trợ ông tổng khui vụ thủ thiêm. Không biết nếu ông trọng cử người vào Kiên Giang điều tra sai phạm thì ông Nguyễn Thanh Nghị có cắt cử thuộc hạ vào Kiên Giang hỗ trợ trong tổng nữa hay không? Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang lấp dưới trướng của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Văn Dũng thì quá đặc biệt. Ai cũng hiểu ra điều này. cả hai đều xuất phát từ ngành công an hiện nay ông Phạm Minh Chính đang làm và dính đến trách nhiệm trong vụ công ty Việt Á. Tuy chưa bị nêu ra trước dân nhưng rõ ràng uy tín của ông Phạm Minh Chính đã suy giảm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Làm chính trị là phải linh hoạt, bớt thủ thành bạn là một chiến thuật khôn ngoan. Đối đầu với ông Tổng Trọng thì không ích gì nếu không muốn nói là sẽ chuốc họa vào thân tía của ông Nguyễn Thành Nghị, ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng chính là một ví dụ điển hình cho việc này. Khi tại vị, quyền lực bao trùm thế nhưng ông Nguyễn Tân Dũng vẫn bị ông Nguyễn Phú Trọng quật khỏi chiếc ghế Thủ tướng ở Đại hội Đảng lần thứ 12. Với tầm của Nguyễn Thanh Nghị thì chưa đủ tuổi đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng mà nên giảng hòa bắt tay thì hơn. Lần đầu tiên tự đối thoại với dân Thủ Thiêm người của Nguyễn Thành Nghị chỉ quan sát và ghi nhận không ý kiến gì. Đây là trò chơi quyền lực của thế lực rất lớn. Nguyễn Thành Nghị cũng nên ngả theo để cho biết Nghị chọn phe ai hơn khi tham gia là vai trò tiền phòng. Làm chính trị như là con dao hai lưỡi vậy. Nếu không khéo, nó hại đến bản thân. Bài học Nguyễn Bá Thanh đột nhiên chết còn nguyên đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn là thế lực mạnh nhất trong chính trường của Việt Nam. Sự việc thủ thiêm đã kéo dài 5 nhiệm kỳ, thời kỳ sai phạm nghiêm trọng nhất là thời kỳ Nguyễn Văn Đùa, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân nắm quyền ở thành phố này. Những nhân vật này rất lớn, sức mạnh ngầm cũng không thua gì ông Nguyễn Tấn Dũng. Đã rất nhiều lần ông trọng muốn khui nhóm này nhưng đành bất lực. Hơn 20 năm rồi, bà con đang cố gắng đợi chờ nếu thật sự phát hiện dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật thì cần thiết thì có thể chuyển cơ quan điều tra. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư cũng không làm nổi. Cho nên việc của bố xây dựng bây giờ chỉ là quan sát mà thôi. Cũng có lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn đập Nguyễn Thành Nghị nhưng được ông Nguyễn Tân Dũng đỡ đòn. Lần thứ nhất là vào năm 2016, ông Trọng cho khui vụ xe Range Rover biển xanh của bí thư Nguyễn Thành Nghị Vụ này có mùi tương tự như vụ bí thư Đà Nẵng nhưng cuối cùng ông Nguyễn Thanh Nghị đã thoát nạn. Bởi Nguyễn Thanh Nghị là con của Nguyễn Tân Dũng mà Nguyễn Tân Dũng quyền lực và thế lực mạnh chứ không như Nguyễn Văn Trì, cha của Nguyễn Xuân Anh. Lần thứ nhì là sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm do sai phạm đất đai ở tỉnh này. Vụ việc đã xảy ra vào tháng 8 năm 2020. Trong số các lãnh đạo tỉnh bị kiểm điểm có ông Nguyễn Thanh Nghị Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và nhiều cựu lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây là hình ảnh lần thăm Kiên Giang và ngã bệnh đột ngột, chắc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không quên suốt đời. Đó là một trong các nội dung được nêu ra trong báo cáo của thanh tra tỉnh Kiên Giang về việc xử lý những sai phạm đất đai theo kết luận của thanh tra chính phủ. Lúc đó, chính phủ dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị ông Nguyễn Phú Trọng thao túng khá mạnh ông Tổng bí thư đã trực tiếp tham gia vào rất nhiều cuộc họp của chính phủ và chỉ đạo như ông Thủ tướng vậy. Sau vụ kiểm điểm, Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy lùi với chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên sau đó, tại Đại hội 13, Phạm Minh Chính đã thắng lớn và Nguyễn Thanh Nghị đã lên chức Bộ trưởng luôn. Ngồi ở chiếc ghế Bộ trưởng, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cũng nên hiểu ông cần làm chính trị tự lập và đừng nên cạnh nhờ vào tía nữa. Ông tía giờ cũng hết quyền lực, và nguyễn thanh nghị giờ cũng đủ lớn để tự lập hiện nay thế lực ông trọng là mạnh nhất có lẽ nguyễn thanh nghị cũng biết phải làm gì cho phải đạo